Chị Dân đau lòng chia sẻ thông tin mẹ mất. Trước đó không lâu, nam ca sĩ đã cầu nguyện cho mẹ mình khỏi bệnh. Tuy nhiên đến tối qua, Chị Dân đã chia sẻ dòng trạng thái mất mát ngầm thông báo mẹ anh đã qua đời. Dòng chia sẻ của Chị Dân đã gây xúc động cho nhiều người. Trên trang cá nhân anh viết: "Cảm ơn mẹ đã mang con đến cuộc sống này, hẹn kiếp sau mình lại làm mẹ con tiếp mẹ nhé. Vĩnh biệt mẹ, mẹ ra đi thanh thản, đừng bận tâm về con và anh chị em trong gia đình nữa. Bé hiếu của mẹ đã trưởng thành và sẽ luôn nhớ những gì mẹ dặn dò mà. Con yêu mẹ và gia đình này rất nhiều mẹ ơi." Nhiều anh chị em nghệ sĩ, bạn bè và fan của nam ca sĩ đã đến động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Đến trưa nay, Chị Dân đã đăng thông tin cáo phó. Theo đó, bà Dương Thị Ánh, mẹ của Chị Dân sinh năm 1950 ở Châu Phú, An Giang, qua đời vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 4. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 19 tháng 4, động quan lúc 9 giờ ngày 20 tháng 4, sau đó di quan và an táng tại đất nhà Hà Tiên.